Và tổ tọa này này. 16 đang trừ 20 ngày nữa để. Còn bên này nếu lấy luôn tiền thì 15 triệu. Con nào? Con mà con mẹ kia. Con mẹ đang có đa theo con. Anh có thể dắt nó ra ngoài cho em xem một tí được không? Dắt tận con này. Đây này, dắt con này này. Một con thế này. Bỏ được thì thường là nó sẽ dáng nó to hơn, nó khỏe hơn và cái sức cày của nó. Bà con nuôi bò trên này thưa mọi người là không phải là nuôi bò để làm thương phẩm, mà trên thực tế là nuôi bò để có sức cày và cày bằng thật đấy. Đi ra nương là phải cày bằng thật chứ không phải là như kể cả khu vực của em thôi, là mua bò về thì nuôi gọi là cho có để cho sau này bò béo thì bán thôi. Nhưng tính chất của bà con nuôi trên này, thứ nhất thì là phải có sức cày. Cháu Khâm mến chào quý khán giả, tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Buổi sáng ngày hôm nay thì là anh em mình tiếp tục cái công việc đi tìm và mua bò cho em Sinh. Thì ngay hôm nay thì là anh em cũng đã lựa được một cái đôi bò mà gần như là nó cũng tương đối là ưng ý. Đấy, phải nói rằng là ở đây thì khu vực của A Mỹ cũng biết được rằng là bò nó như nào. Hai nữa thì là kể cả bò ốm, bò bệnh thì người ta không qua mắt được anh mì, thì khi mà mình mua đi cho em Sinh thì nó đảm bảo hơn rất là nhiều. Đấy, thay vì việc là đi chợ đầu xuân này thì bò cũng rất là ít. Để mà anh em mình lựa chọn, nếu không có con ưng ý thì bắt buộc là anh em mình phải đi tìm trực tiếp. Thì ngày hôm nay thì là anh em mình đang chuẩn bị đến một cái hộ gia đình có một đôi bò với lại một con bò chửa, đúng không? Vâng. Thế thì là mình sẽ cùng xem và lựa chọn. Nếu được thì là sẽ có lẽ là sẽ tiến hành là mua sớm cho em Sinh để anh em mình hoàn thiện xong một công việc nữa. Đấy, bây giờ mình đi nhỉ. Vâng. Cái con kia gầy quá nhỉ? Gầy quá. Là có con ăn sữa. Cả cái con vàng kia thì là còn có con không nhỉ? Dạ. Có một con đúng không? Vâng. Hai mẹ con đúng không? Vâng, con là... Con bé là được hay cái? Chưa hỏi được hai cái. Sơ sơ thì là anh em mình Khâm thì mới trông qua hình ảnh của anh mình gửi cho thôi. Hôm nọ thì mấy anh em cũng đi khắp các cái xóm để mà ngó ngàng. Đầu tiên thì là đi để xem bò. Cái thứ hai thì là xem là kết hợp rằng là có hoàn cảnh là khó khăn thì anh em mình ghi hình luôn. Vừa rồi thì là khi mà anh em ghi hình bốn ông bà cháu ấy anh mình ạ, thì cũng nhận được 1 triệu tiền hỗ trợ từ chị Lan ở Thanh Hóa. Thì là Khâm xin phép thông tin ở video này cho các bác được biết, và khi nào anh em mình quay trở lại thăm ông bà và các cháu thì sẽ có thể là mua nhu yếu phẩm. Đấy, sợ chó không? Chó xích. Con... Ủa, con bò này đẻ rồi à? Đẻ. Là xóa nhu. Chào anh nhá. Nhà anh nuôi được nhiều bò đấy nhỉ? Tổ ấm hồi tổ to à? Tổ nia ót rồi. Con món đá là con bên này hay bên này? Đâu? Cháu ở tổ nhỏ nhút đấy à? Và tổ to này. Lò nhiều khoác khe lò này à? Tổ nhỏ nhút nhỏ tỏ lốt chết à? Nhiều khoác lò à? Đây là 1, 2, 3 con bò à? Con này con đực à? Con này con cái. Đây con cái chứ? Cái thôi. Đây à, con đây đúng không? Muốn bán con này. Đã có chửa thì con chán. Biết giờ nhưng mà đang xem anh mà bán thì bán cả con hay là bán nguyên mẹ? Nguyên mẹ cả con. Muốn mẹ đó. Nếu cả con thì em bảo là nành gạo chất. Nành gạo tần khoảng 20. Dù, đã thế. Cả đô này. À cả đô ấy gì? Vâng. Đôi thế thì vẫn
tối nay sủa là hành. Hành. Được. Một đô là nếu con là được thì cũng tần giá đấy cũng mua được rồi. Không, vẫn đắt đấy. Vừa rồi em mua cả đôi mà. Đợt rồi anh em mua cho bó khuyết tật đấy. Anh nhớ không? Nhớ. Cả đôi là đấy là có 17 triệu thôi. Đấy là họ gọi là trở đến cho mình đấy. Mình mua xem mình sẽ phải dắt. Mua được thì anh hổ dắt cho thôi. Mất đi mấy tiền xe. Để đi ngó bò lúc nào mà thấy cái mũi nó lúc nào cũng ướt thế này là nó khỏe này, vâng. Nó ăn này. Còn nó khô là không ổn rồi. Về cơ bản thì con bò này đẻ được bao nhiêu lứa rồi anh? Chờ ra. Đứa đầu tiên. Ừ. Mình nhìn dáng dấp bò với lại nhìn cái tuổi của nó thì cơ bản là thấy nó cũng đang còn trẻ và có sức sinh sản sau này. Đây là lứa đầu tiên đúng không? Vâng. Nhưng mà hơi gầy một tí nhỉ? Đang cho con ăn sữa. Vâng. Một con bé kia là con của con nào? Con này, con lông nó hơi đen này. Con này không bán à? Không, con này không bán. Con này đẹp hơn này. Tụi cho nhu à, dù à. Cho à, chị à, cút chưa? Con này đẻ được bao nhiêu lứa rồi? Con mối rồi. Hả? Con bé này. Thì mỗi con đầu tiên này nữa. Con này là tiền của nhà nước hỗ trợ về nuôi bò ấy. À, tiền nhà nước hỗ trợ về nuôi bò là không được bán. Vâng. Để em ngó xem bên trong một tí nữa. Vâng. Một con cần là con bò. Này nhỉ, anh mì nhỉ? Vâng. À đây, hai mẹ con này. Ô chuồng này anh phải chịu khó dọn thêm một tí đi. Ok. Chân nó dính phần bám vào ấy hết. Xem nào, xem con đang chửi em nữa. Đấy, con đá về ăn đây nữa, ăn cỏ đây nữa. Con này đó. Anh là nhà tự nuôi chứ không phải buôn đâu chứ. À, nhà tự nuôi đâu. Đâu, đi ra đâu rồi? Đấy, con trái. À, con kia không buộc à? Tháo dây buộc. Ừ. Chẳng nói lấy cho. Con này là tầm khoảng 20 ngày đó là đẻ đó. 20 ngày nữa đẻ. Đấy. Là con đấy đẻ được mấy lứa rồi? Hãy, tôi nói trời ra rồi. Chưa đẻ được lứa nào. Ừ. Chưa đẻ lứa nào và con này sẽ là lứa đầu tiên đúng không? Vâng. Thực ra thì mình chọn làm sao là con bò cái nó vừa là khỏe mạnh này, vừa là có sức sinh sản sau này này thì với lại thì mới làm giống được ăn tốt ăn tốt thì nó khỏe mạnh thì đi kèm với ăn tốt rồi. Có bây khi mấy con bò thì mình lấy cỏ thế này nó không ăn đâu. Nghe tự nuôi luôn cả gia đình tự nuôi 1-2. Bây giờ là đấy mọi người ạ. À, anh này nuôi bò, con này nuôi được mấy năm thì để. Trời xong đấy dưới ràng. Một năm một đứa. Năm một lứa. Giả sử như thế mà sau này sinh được khoảng 18 tuổi là nếu mà cứ đều một năm một lứa thì mình cứ tính là 5 năm được khoảng 3 đến 4 con là cũng được rồi. Đây được xem con bò trắng. Con trời khó tất tổ tận nên nó to trên cái sửa. Con này thì là chưa đẻ một lứa nào mọi người. Ở đây thì là khi mà ghi hình cho các bác xem thì giống bò này là giống bò địa phương hết mọi người. Giống bò địa phương. Cái dáng dấp, form dáng thì nó sẽ không to như bò mà lai nhé mọi người nhé. Bò lai thì rất là to. Con này thì đang chửa lứa đầu tiên luôn mọi người.
Con này thì bao nhiêu tiền? Con đó tiền. Cậu trao trò. Tú ni mà. 16. Ủa, tú tỏ ni này. 16, đang trừ 20 ngày nữa để. Con bên này nếu lấy luôn tiền thì 15 triệu. Con nào? Con mà... Con mẹ kia. Đó, con mẹ đa con. À, đa theo con. 15 triệu. Bây giờ mua cả đôi. Nếu như mua nguyên con này thì anh thích con này. Nếu như con này đa sát để nữa thì một đêm đi nuôi một thời gian đã được hai con nữa. Ừ. Bò thì thế này, có con mà để khó thì vẫn phải đỡ hộ nó đấy. Đúng rồi. Có con nào mà nó để dễ thì nó mới tự để, nó thành ra thì là không biết ông Báo chắc có kinh nghiệm nhỉ. Có. Cả hồ nóng nuôi bò thì cũng có kinh nghiệm để chăm sóc cho nó nữa. Con này cũng đẹp, lông mượt hơn kia. Vâng. Đấy, đến hộ gia đình này thì anh em mình mới thấy rằng là có những con bò cái mà mình đáp ứng cái tiêu chuẩn của mình. Thì anh em mình mới ghi hình mọi người ạ. Có thể là cũng sẽ chưa vội vàng làm gì. Thì để mà khi video đăng lên thì sẽ lấy ý kiến của thêm của các cô, các bác. Chứ anh em cũng không có vội. Bây giờ thì là mình là người mua thì mình cũng chủ động mà. Không mua chỗ này thì mình mua chỗ kia. Được giá hợp lý thì là mình sẽ mua. Tất nhiên là Khâm đi thì Khâm cũng không muốn là ép giá bà con thôi. Thật thì là bà con ở đây thì mọi người là đều là nông thôn làm lụng. Ở đây toàn là đá nữa. Cái việc là nuôi được con bò thì nó không hề là đơn giản. Thì mình đi làm thiện nguyện chứ không phải mình đi buôn mọi người ạ. Thì là mình sẽ làm sao là chọn con bò nó giá hợp lý. Tất nhiên là không bên nào thiệt cả. Bên mua và bên bán đều thuận mua vừa bán. Chứ cũng không dám ép giá mọi người đâu. Về giá bò ấy thì là Khâm cũng từng mua mấy đôi bò rồi đấy. Mua cho em Trá, mua cho em Pó, rồi là mua cho cùng anh Hiền, mua cho A Lúa ấy. Thực ra này là cũng có về giá bò thì không thể nào lúc nào cũng chung được với nhau hết. Mỗi thời điểm thì là mỗi khác. Cái thời điểm anh em mình mua thì có thể gọi rằng là lúc đấy kinh tế nó cũng khó khăn hơn bây giờ một chút. Ở đây thì đều là những con bò mà nó mới đẻ một lứa và chuẩn bị đẻ lứa đầu. Thì đáp ứng cái tiêu chuẩn mà anh em mình chọn con bò. Chứ vừa rồi là mình cũng đi xem mấy con bò. Thứ nhất là nó gầy, cái thứ hai thì là có những con bò nó có tẩy to hơn những con này. Tuy nhiên thì nó đã đẻ được 3-4 lứa rồi. Thì sức đẻ sau này nó cũng bị kém đi. Con đen đen kia đẹp nhất này. Đúng, nhưng mà con này là con bò của nhà nước đúng không? Nhà nước thì bò nhà nước ở đây là như nào? Cho vay bao nhiêu để mua? Không vay, họ cho phú tiền chứ hả? Cho tầm khoảng hơn mười mấy triệu cho mình mua bò. Mười mấy triệu cho mình mua? Cho không. Cho không? Vâng. Nhưng mà không được bán đúng không? Vâng. Mình nữa phải trả lại nhà nước không? Không trả đâu. À. Chỉ cần mình nuôi đấy là gia đình khó khăn thì họ cho thế mình nuôi. Ừ. Con Vân nhỉ mọi người nhỉ, bây giờ là cái mình thích cả đôi này hơn đấy. Cả đôi này thì 20 rồi. 20 thì so với lại những gì anh em mình mua trước đây thì nó đắt quá, hơi đắt một tí nhỉ. Không nhớ không nhầm thì là đôi của em Pó ấy, thì có hình như 17 triệu đúng không gửi, 17 triệu 500 nhỉ, cả cước. Đấy. Là nó cũng, con kia thì con bé kia là nó bé hơn con này một tí.
con mẹ nó là còn lông mượt hơn con này. Ở đây thì là cũng không phải là nói để hạ giá đâu, mà là mình phải biết so sánh anh mẹ. Mình phải so sánh, bởi vì rằng là sẽ có quý khán giả bảo khâm rằng là đấy, tại sao trước mua đôi kia nó cũng đẹp mà nó giá nó thế, mà bây giờ mình mua đôi này gần như là cũng nan ná nhau mà giá nó lại chênh. Đấy. Có thể gọi là kinh tế nó khá khởm lên hơn được, nhưng mà giá bò nó cũng chỉ lên chênh độ 500 đến 1 triệu thôi. Đấy, kiểu thế. Gầy dua hả? Cả đôi này thì là đẹp rồi. Để lứa đầu và mình mang về mình nuôi luôn lứa đầu của mình luôn. Sau này đến lúc mà nó động dục thì mình lại đi thuê con bò đực mọi người ạ. Bà con trên này thì thủ công như vậy. Một là mình có thể là ghi hình lên xin ý kiến của chú Minh hoặc là cô giấu tên và những cái đóng góp của quý khán giả thì không sẽ lưu tâm. Hai nữa thì là nếu mà mình đã cảm thấy ok và mình cảm thấy là sau khi mà đàm phán giá được thì mình sẽ chốt luôn mọi người. Hôm nay mang tính chất là đến xem và ghi hình, bởi vì là trong cái khoảng thời gian vừa qua ấy, khi mà đi với anh Mỹ, Khâm cũng hay chia sẻ rằng là anh em mình đi tìm bò mà cũng chả thấy video nào ghi hình là đi tìm bò, thì quả thật là quý khán giả xem thì mọi người sẽ nghi ngờ rằng là không biết mấy ông này có đi thật hay không, hay toàn đi đâu chơi rồi nói thì tìm bò đúng không? Đúng đấy, mình thì chẳng qua là Khâm không tìm được bò ưng ý nên là Khâm cũng không muốn ghi hình làm gì sẽ làm phiền đến gia chủ. Ở đây thì mình xin phép gia chủ rằng là hôm nay sẽ lên và vừa xem vừa ghi hình và mình sẽ thương thảo cái giá cả sau. Ông Báo không biết là đã dọn dẹp chuồng lại chưa, không nọ bảo là rắc vôi mọi thứ một chút không biết làm chưa. Bây giờ về là nhốt đấy. Là nhốt vào chuồng áp báo đấy mọi người ạ. Anh có thể dắt nó ra ngoài cho em xem một tí được không? Dắt con này. Đây này, dắt con này này. Khởi. Tuần chưa mà tôi nghĩ xa rong gì tôi tỏ nghĩa là. Ừ. Đây, ở đây toàn đá mà vẫn mọc được một cây vải lên thế này nhỉ? Cây này không có quả. Không có quả đâu đúng không? Vâng. Có chứ, mọi năm vẫn có chứ. Không, cây này cũng có. Toàn là đá vẫn có những chó ném mà gì mà có thể mọc lên như này. Không có quả. Vẫn có chứ. Không có đâu. Không có quả luôn. Vâng. Gà cũng hay ngủ trên cành nghĩa là chặt đi thôi. Đúng là làm nhà đấy quá vất vả. Em được làm nhà của anh Mì với nhà của ông Tuấn Anh xong là bây giờ làm những ngôi nhà như này vẫn rất là đáng sợ. Cái mà lồng xay này là đấy, anh phải xay đấy. Tường á? Vâng, tường. Tường bao này là anh xây á? Vâng. Khâm đang nhờ anh chủ bò dắt ra cho anh em mình ngắm ở bên ngoài. Bởi vì thật sự là góc nhìn từ bên trong vào chuồng thì mình còn bị khuất, che khuất tầm nhìn quá. Anh Mỹ ra bên kia đuổi ra, em đứng ở đây nói sợ. Một cái đỏ chát tia. Đấy. Hả? Bò thì theo một vài kinh nghiệm anh em chia sẻ cho Khâm đi xem thì là đầu tiên thì là xem mồm với móng của nó này. Cái mồm thì nãy Khâm có chia sẻ đấy, cái mũi của nó mà lúc nào thấm ướt ướt. Và thực tế thì thấy nó ăn cỏ như thế là mình cũng yên tâm về cái phần miệng, cái phần sức khỏe ăn của nó.
Cái thứ hai thì cái móng đấy, mọi người vẫn hay nói là bò thì sợ bị lở mồm với long móng đấy. Cái móng nó mà đi cập khệnh là tức là nó đang đau. Thì mình mới bảo nhờ anh dắt ra cho anh em mình xem. Đấy, cho nó đi ra đây một tí. Em ngó một tí. Kia bên cạnh là con luôn đúng không? Vâng. Còn được. Đấy, cái con này cũng không phải là sáu, cũng đẹp. Anh này nhìn quen thế nhỉ? Là anh trai của nó ấy. À, anh trai của nó. Anh không hiểu tiếng Kinh à? Biết ít. À, kia là con trắng luôn đúng không? Vâng. Con trắng kia đấy, ra ngoài thì thấy chửa nó cũng bụng to lắm rồi. Mọi người ạ, đây là mình có hai sự lựa chọn. Giao một con ra hai con thế này. Ừ. Riêng con bò thì không thấy rằng là hai mẹ con này thì đẹp hơn. Anh mì thấy lông nó cũng tương đối là mượt, xương nó cũng to hơn nữa. Chân nó cao hơn. Vâng. Chân nó cao hơn, dáng nó vẫn to hơn con nó ổn hơn. Ở trên mà nó dáng dấp như này thôi mọi người ạ. Tất nhiên là thời điểm bây giờ thì cũng có nhiều giống bò lai lên, nó rất là to. Tuy nhiên thì bà con vẫn chuộng cái giống bò địa phương hơn, bởi vì là cái sức ăn cỏ của nó thì và cái đề kháng của nó lại cao hơn cái con bò lai ở dưới kia. Nếu mọi người là bò lai dưới kia thì to, nhưng mà nó còn chưa chắc là nó đã khỏe bằng những cái con giống bò địa phương ở trên này. Nên là ngày xưa các cụ nuôi đến giờ thì nó cứ lai giống đến giờ thì mình gọi là địa phương thôi. Nó đã thích nghi được với môi trường khắc nghiệt ở trên này rồi. Nên thành ra thì là đi mua cho các hoàn cảnh thì mình cũng không chọn cái điểm là bò to đâu. Đi đôi với con bò to thì giá cả nó cũng đắt hơn nữa. Đấy. Đây, bây giờ hiện tại mình ngó ngàng chút. Ê, cả đôi này 17 triệu rưỡi bán không? Bớt một tí. Anh em thẳng em mua đi từ thiện thôi mà. Con này lúc mua về thì là 16 triệu này. 16 triệu con mẹ à? Lúc mua là 16 triệu rồi à? Mua về là thì là chưa đẻ con này. Chưa đẻ con này là có con này chưa? Có rồi. Ừ, là 16 triệu. Con này rồi. Ừ. Là mua được lâu chưa? Mua được 4 5 tháng. 4 5 tháng. Bây giờ đẻ được con này. Ừ. Thế bây giờ được bao nhiêu thì bán con này? Đôi này. Thôi anh em thì cũng thuận mua vừa bán, bởi vì là hôm vừa rồi em cũng vừa mua một đôi thôi. Con bé hơn một tí thì là 17 triệu rưỡi. Thế bây giờ thì lên gặp đôi của anh thì gọi chung là cũng đi mua từ mà thiện. Mà con này là con cái hay con đực? Hả? Con cái. Con cái à? Ừ. Con cái thì nó rẻ hơn rồi. Ừ. Nếu trên này nếu mình bán bò cả đô thế này, nếu con nó là con đực thì nó đắt hơn. Ừ. Con này là con đực mà. Cái đấy thì em cũng không có rõ lắm, nhưng mà nếu mà có bò mẹ rồi thì bò con thì mình cũng không quan niệm là bò cái hay bò đực nữa, bởi vì bò mẹ mình là để sinh sản rồi. Những con bò con sau này thì mình mang tính chất là mình sẽ làm kinh tế. Con đực thì nó sau này giá nó cao, vẫn cao hơn con cái. Ừ, con đực thì sau này là nó to hơn, giá sẽ cao hơn đúng không? Đợt mua cho lũ anh thì một con nó cũng dáng dấp, nó bé hơn con này một chút thì là 14 triệu. Yeah. Thế bây giờ là 18 triệu cả đôi này. Không. 18 triệu. Tạc chiếc này cho nó. Đấy. Tạc chiếc vào cả chuẩn à. Tạc chiếc chỉ nói là tình hoa. Cả đôi này lấy 19. 18 triệu là hợp lý rồi. Tôi nhỏ cho máu chứ chỉ cho nền bao đấy à. Nhưng mà hay là con bảo là con cái thì nó tần giá đấy là cũng không à, cũng cao hơn nữa. Nếu như con này là con đực thì nó tần giá đấy là vừa rồi. Con cả ý là đang bây giờ đang so sánh giữa việc rằng là con bò bé kia là con đực thì nó đắt được giá hơn nữa. Mà anh cũng đi tìm nhiều nơi rồi. Ừ. Nếu con đực thì nó đắt hơn con cái. Cái đấy thì lần đầu em biết. Ờ, cũng có thể là sau này con đực nó to lên thì nó được nhiều giá hơn. Được nhiều giá. Ừ.
con đường nếu như bàn con mẹ này thì cũng là tầm khoảng 20 mấy triệu rồi một con thế này. Bò đực thì thường là nó sẽ dáng nó to hơn, nó khỏe hơn và cái sức cày của nó. Bà con nuôi bò trên này thưa mọi người là không phải là nuôi bò để làm thương phẩm, mà trên thực tế là nuôi bò để có sức cày và cày bằng thật đấy. Đi ra nương là phải cày bằng thật chứ không phải là như kể cả khu vực của em thôi, là mua bò về thì nuôi gọi là cho có để cho sau này bò béo thì bán thôi. Nhưng tính chất của bà con nuôi trên này, thứ nhất thì là phải có sức cày đấy. Riêng những con bò lai về nó không biết cày đâu đấy, họ chỉ nuôi thương phẩm, nuôi béo rồi là xuất bán thôi. Một là trước đây khi mà cửa khẩu người ta mở thì xuất ra bên cửa khẩu, hai là có thể xuất vào để cho mọi người làm, tức có nghĩa là bò thịt đấy. Còn bò trên này thì bà con đúng tính chất là phải nuôi để lấy được sức cày. Còn con bên kia thì là 10... bao nhiêu nhỉ? Nãy bảo bao nhiêu nhỉ? 16 triệu. Thật ra thì Khâm vẫn thích cả đôi hơn, bởi vì dự định ban đầu là mình kiếm cả đôi mà. Cái chân kia bị làm sao không? Anh Mỹ? Dạ. Chân kia có bị làm sao hay là do là dính đấy phân thôi? Dính phân nó. Ôi dạ, bé tí bé tiểu nó đã hăng hô, ham hố rồi. 19 triệu. Tôi thì trả 18 triệu ông rồi, 19 triệu. Thôi chốt đi, 18 triệu 500 nhá. Nhưng mà trả chip vừa đấy. Ừ. 18 triệu 500, đấy. Chiều nay lên giáp bò luôn, đấy. Bây giờ đặt cọc. Đấy, anh Khân đã lên 500 nghìn rồi thì... Anh hạ xuống 500 nữa là hạ chốt. Hạ xuống 500 nữa là vừa rồi. Đấy. Không thì đấy. Cất bò đi. Vướng dai. Chân vướng dai. Thôi thì là thực sự thì là cũng phải hợp lý thôi. Em thì có thể là bây giờ đi mua chỗ này cao chỗ kia thấp thì cũng không được. Trước đây thì mình đấy, nãy giờ bảo là mình mua đôi của em bó cái. Đợi anh cho bò vào chuồng đi, anh buộc vào đi. Đôi em bó kia 17 triệu rưỡi. Cái đấy là quay phim ghi hình lên thật đấy. Thế nhưng mà mọi người có thể nói là lý do là trước đây bò nó có thể rẻ hơn một tí. Hoặc là hai nữa là con bò con của bó kia nó bé hơn một tí chẳng hạn đấy. Con bò thì nó chênh lên thì cũng chỉ chênh lên độ khoảng 500-1 triệu thôi đấy. Ở đây không mua thì cũng mua cho các hoàn cảnh thôi. Ví dụ như là tiền quỹ dư ra độ khoảng 1 triệu, 1 triệu rưỡi thì có thể là sau này để cho ông trẻ chăm, đến lúc ốm đau thì con có tiền đi mua thuốc luôn ấy, kịp thời về tiêm ấy. Đấy, chứ không thể nào mà vì lúc đấy bảo là ôi sinh nó không có nghìn nào trong túi đâu thì bò ốm thì kệ nó, không như thế được. Anh này tên gì đấy? Giàng. Anh Giàng à? Vâng. Thế thì chốt nhá anh Giàng nhá, chiều nay lên dắt bò luôn. Bây giờ đặt cọc trước 1 triệu nhá, chiều nay lên lấy, được không? 18 triệu rưỡi nhá. 1, 2, 3, 4... 5, em đặt cọc trước 1 triệu, chiều nay em lên lấy. Anh ấy hiểu không? Bảo chiều lên lấy. Bây giờ là đặt cọc trước 1 triệu nhé. Nhé. Thì là còn 17 triệu rưỡi nhé. Thế là để cái đôi này cho em nhé. Nhưng mà phải đảm bảo là bò khỏe mạnh nhá. Bò nhà mình nuôi hết đúng không? Anh này thì không phải là dân buôn thì mình không sao. Thế thì là chốt thế nhá, chị nhá. Đồng ý nhau nhá, tí nhớ về nhà khâu cái nhau nhá. Được rồi, thế thì là sau một những cái ngày mà tìm vất vả thì hôm rồi em còn có việc thì là anh em mình cũng chốt đôi bò này cho em sinh sau gần mấy tháng rồi. Đấy, công việc là cũng giàn trải thành ra là đến ngày hôm nay. Thế thì chiều nay anh Mỹ bớt thời gian hộ em một chuyến nhé. Vâng. Đi bổ hay là bây giờ vòng qua, chắc là vòng qua bên kia xuống thôi á. Vâng. Đi đường rừng thôi á. Đi được tám đi. Đi đường rừng đi, không thì chiều nay em sẽ gọi anh Báo lên nội hộ nữa. Hai anh em, một người dắt một người đuổi nhé. Vâng, thế cả hai đi nữa xong là hổ thôi. Bây giờ cũng mình cũng hổ thôi, nếu như không được tính tiền công đâu nhé. Chị giúp không à?
Được tính tiền công cho anh thì em càng vui mừng hơn, nhưng mà vì em không có tiền tính tiền công cho anh đâu. Bảo là không tính, nếu như tính thì anh không giúp nữa. Rồi ok, thế thì giúp nhá. Vâng. Được rồi, thế thì tốt quá rồi. Thế thì là anh Giàng nhá. Vâng. Ừ. Thôi anh em mình thống nhất một tí thì chiều nay không mệt. Tầm mấy giờ thì em lên em thanh toán nốt tiền còn lại và mình dắt bò đi. Tầm 3 giờ hoặc 3 giờ. 3 giờ thế. 3 giờ xong thì mới đến được kia. Vâng. Trước khi thế trời khi tối. Thời gian nó trời nó dâm dâm thì nó bò đi xa nó mới đảm bảo được. Ổn không? Đi xa này ổn không? Ổn. Con bò bé kia đi được không? Được. Ừ. Thế thống nhất thế nhá, bắt tay thằng cái nhá. Được rồi, ok, để cho em nhá. Có lẽ thì là vâng, mình cũng thay mặt các nhà hảo tâm là chốt luôn khi mà bò đã ưng và giá cả đã thuận mua vừa bán. Lấy thế thì là, có lẽ thì không cũng xin lấy phép là tạm dừng video tại đây. Một lần nữa chân thành cảm ơn cô giấu tên và chú Minh ở bên Mỹ đã tài trợ đôi bò này cho em sinh, em chờ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.